Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút tiếp theo của bản tin. Bản tin cũng đang phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn kiểm tra tại dự án xây dựng tuyến đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình, dự án xây dựng tuyến đường kết nối DT387 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị nhà thầu trong quá trình thi công gặp phải, đồng thời phê bình chủ đầu tư và đơn vị thi công một số dự án cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Sở Giao thông Vận tải đã không kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung thao gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì lễ công bố và trao quyết định cho đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ đầu tháng 2 năm 2023. Trao quyết định cho hai đồng chí Phó trưởng Ban Đảng của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản ghi nhận những đóng góp của hai đồng chí trong thời gian qua đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương và đơn vị. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có nhiều cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ được cơ quan giao cho. Sáng nay, Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới được 7 tổ chức cơ sở đảng, 14 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đạt 38% so với chỉ tiêu được giao đến hết năm 2025. Trong đó, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh sớm hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ về phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp và đạt trên 200% chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh việc phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trước hết, cần phát huy vai trò của công đoàn và đoàn thanh niên, xây dựng chính sách ưu đãi, đổi mới phương thức sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể theo hướng linh hoạt phù hợp, làm sao để vừa không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền. Sở Công Thương địa phương rà soát quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm thuận tiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Rà soát thực hiện cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định. Tại Hưng Yên, đến hết năm 2022 có 190 cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh phân cấp, phân quyền hoạt động kiểm định xe cơ giới nhưng phải siết chặt quản lý kiểm tra. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc nở rộ các trung tâm đăng kiểm, một số địa phương cho thành lập các trung tâm đăng kiểm vô tội vạ đã dẫn đến một số trung tâm đăng kiểm không đủ doanh thu để bù đắp chi phí. Từ đó, xảy ra tình trạng lôi kéo các phương tiện vận tải đến thực hiện đăng kiểm và gây ra những tình huống tiêu cực như du di bỏ qua lỗi không phạt, thậm chí còn có hành vi dung túng, thông đồng cùng các chủ phương tiện để cơi nới và kiểm định cho các phương tiện cơi nới. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận hết trách nhiệm, tuy nhiên, vai trò trách nhiệm của các địa phương trong vấn đề này rất lớn, không chỉ của riêng Cục Đăng kiểm. Từ đó, Bộ trưởng cho biết tới đây, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện phân cấp, phân quyền công tác quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các địa phương, nhưng phải siết chặt kiểm tra song song với các giải pháp liên quan đến con người, ứng dụng công nghệ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa quy định về bảo hiểm thất nghiệp trong luật việc làm để có thể sử dụng quỹ này hỗ trợ người lao động ứng phó với các vấn đề như khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá, luật việc làm năm 2013 còn tồn tại những hạn chế vướng mắc liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, đối tượng tham gia chưa bao phủ hết các nhóm có hợp đồng
hưởng lương, các chế độ còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú trọng đến các chế độ mang tính chủ động phòng ngừa, hạn chế thất nghiệp. Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề quá chặt. Bên cạnh đó, thực tế còn xảy ra tình trạng chi sai các chế độ bảo hiểm thất nghiệp buộc phải thu hồi. Thế nhưng, việc thu hồi gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9 tỉnh, thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Phiên giao dịch này có tới 158 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 55.759 chỉ tiêu việc làm cho người lao động. Các tỉnh, thành phố phối hợp với Hà Nội trong công tác kết nối tổ chức phiên giao dịch việc làm lần này gồm Hưng Yên và một số tỉnh phía Bắc. Trong đó, Bắc Giang là địa phương có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 44.789 chỉ tiêu tuyển dụng. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông của các doanh nghiệp chiếm tới 97%, tuyển dụng lao động trình độ cao đẳng, đại học chiếm 2%, công nhân kỹ thuật và trung cấp chiếm 1%. Đặc biệt, mức lương tuyển dụng khá cao từ 10 đến 15 triệu đồng trên tháng chiếm tới gần 50%, trên 15 triệu đồng trên tháng chiếm 19%, từ 7 đến 10 triệu đồng trên tháng chiếm 6%, từ 5 đến 7 triệu đồng trên tháng chiếm 11%, thỏa thuận chiếm 5%. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định về việc công nhận 13 xã thuộc các huyện Phù Cừ, Văn Giang, Tiên Lữ, Văn Lâm, Khói Châu, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đợt này đều về lĩnh vực tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên lên 19 xã. Xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm thực hiện liên tục và lâu dài. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên luôn chủ động, quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của nhân dân và các tổ chức đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, nhằm tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo dự kiến kế hoạch đến năm 2023. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Lãnh đạo chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 Đắk Lắk cho biết, hoạt động kinh doanh sẽ dừng từ ngày mai mùng 10 tháng 2 và chuyển sang dịch vụ du lịch voi thân thiện với du khách. Việc dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ cưỡi voi nhằm thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về lộ trình dừng dịch vụ cưỡi voi trong hoạt động du lịch để bảo tồn đàn voi nhà của tỉnh, chuyển dần sang mô hình du lịch voi thân thiện. Trung tâm du lịch Cầu Treo Buôn Đôn hiện có 2 con voi và hợp đồng với người dân 4 con voi. Dịp Tết Quý Mão 2023, giá vé cưỡi voi là 500.000 đồng một voi hai khách, giá vé xem voi, chụp hình với voi là 100.000 đồng một du khách. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định số 2486 ngày 4 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh. Semmelhurst, nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ, vừa qua đăng tải bài viết cho rằng chính Mỹ là thủ phạm đã phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc của Nga hồi tháng 9 năm ngoái. Trong bài viết của mình, Semmelhurst cho hay hồi tháng 6 năm 2022, thợ lặn Hải quân Mỹ đã lợi dụng diễn tập quân sự của khối NATO để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống dòng chảy phương Bắc. Các vụ nổ xảy ra 3 tháng đã phá hủy 3 ống dẫn. Nhà báo Hurst nói rằng chiến dịch được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê chuẩn có sự tham gia của Hải quân Mỹ, Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và nhóm chuyên trách của Hội đồng An ninh Quốc gia được sự hỗ trợ của Tình báo và Hải quân Na Uy. Giới chức Mỹ và Na Uy phản ứng, bác bỏ cáo buộc này. Các nhà chức trách New Zealand vừa thu giữ 3,2 tấn cocaine đang trôi nổi trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương. Trị giá số cocaine này lên tới 315 triệu đô la Mỹ. Đại diện cảnh sát New Zealand cho biết, đây là thành quả của chiến dịch có sự phối hợp của nhiều lực lượng như cảnh sát, quốc phòng và hải quan. Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan này thu giữ được. Cảnh sát New Zealand cũng nhận định lượng cocaine đủ cung cấp cho cả nước New Zealand trong vòng 30 năm. Vì vậy, quốc gia này chắc chắn không phải là điểm đến của chuyến hàng. Khả năng cao hơn là chúng đang trên đường tới Australia. Các nhà điều tra quốc tế thông báo chấm dứt cuộc điều tra về vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở Ukraine năm 2014 mà không tiến hành thêm quy trình tố tụng mới. Tại cuộc họp báo ở La Hay, Hà Lan, công tố viên phụ trách cuộc điều tra nêu rõ rằng cuộc điều tra đã đi đến giới hạn và những kết quả đã tìm được không đủ để tiến hành thêm các quá trình tố tụng mới. Các công tố viên cũng cho biết không thể xác định được binh lính đã trực tiếp thao tác phóng tên lửa gây ra vụ rơi máy bay. Trước đó, tháng 11 năm 2022, Tòa án Hà Lan đã tuyên án tù chung thân với 3 người đàn ông, gồm 2 người Nga và 1 người Ukraine,
vì vai trò của họ trong vụ việc nêu trên. Ngày 17 tháng 7 năm 2014, máy bay mang số hiệu MH17 trên đường đi từ Amsterdam, Hà Lan, đi Kuala Lumpur, Malaysia đã bị rơi do trúng tên lửa trên bầu trời miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.